là thùng công đức. Mọi người đang tùy hỷ bỏ vào thùng công đức. Đến với Hoảng Từ Chay, mọi người được thưởng thức tất cả những cái món ăn, tất cả những món ăn chay thơm ngon bổ dưỡng thiên nhiên, từ rau củ quả được một đầu bếp 5 sao tự nguyện nấu với một mức thù lao vô cùng nhỏ, để cho mọi người được thưởng thức những món ăn ngon nhất từ thiên nhiên, giúp cho mọi người được ăn những cái món ăn thiên nhiên ngon, thiên nhiên ngon lành, và từ từ mọi người sẽ cảm nhận được cái sự ăn chay nó thơm ngon bổ dưỡng như thế nào. Từ từ bớt cái vấn đề mà ăn thịt cá, đó cũng là giảm bớt cái vấn đề sát sinh. Bởi vì có cung thì có cầu, mọi người ăn thịt cá thì các nhà sản xuất người ta mới sản xuất như thế, thì với cái tâm rộng mở, cái tâm bao la, cái tâm Bồ Tát, thì chủ nhà hàng chay đã có ý tưởng là nấu những cái món ăn, rất là nhiều món ăn, và tuyển một người nấu ăn rất ngon, thì lại đúng một cái người gọi là nhà hàng, đầu bếp nhà hàng 5 sao tự nguyện về đây để nấu cho mọi người được ăn thưởng thức. Mọi người đến ăn không có phải suy nghĩ đến cái việc giá cả, ăn thoải mái. Nếu mình có tiền nhiều thì mình bỏ vào thùng công đức với cái tùy hỷ của mình. Đó là kia là cái thùng công đức, tùy hỷ công đức, mọi người sẽ bỏ vào thùng công đức để duy trì những cái buổi ăn chay như thế này. Bản thân tôi cứ có dịp đến thành phố Hồ Chí Minh lập tức đi xe đến 201 Nguyễn Thị Minh Khai, Hoảng Từ Chay để thưởng thức những cái món ăn ngon lành như thế này. Vừa ăn vừa thưởng thức và cảm thấy vô cùng thanh tịnh, nhẹ nhàng. Mong muốn mọi người cũng được thưởng thức như thế này. Nếu có điều kiện, anh chị em gần xa nhớ đến Hoảng Từ Chay 201 Nguyễn Thị Minh Khai để được thưởng thức và được nghe nhạc thiền. Xin cảm ơn.